Rồi, hello, chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến video mới nhất của em ngày hôm nay. Và tiếp tục cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về vụ dì ghẻ bạo hành cháu Vân Nam 8 tuổi. Và hôm nay thì con trai nó đã khai ra cái nguyên nhân vì sao lại đánh cháu Vân Nam đến như vậy. Cái nguyên nhân ở đây chính là vì con Trang nói rằng là nó rất căm thù chị Hạnh. Bởi vì nó ghét người vợ cũ của thằng Thái. Và cũng có lúc thì con Trang đã hỏi rằng là giữa con và em, anh chọn ai? Thì chắc chắn thằng Thái là đang bị người tình nó dụ dỗ, đang mê gái cái việc. Thì chắc chắn nó sẽ nói rằng là anh chọn em. Thì chính vì điều đó nên là con Trang nó mới có được cái cớ là đánh cháu Vân Nam như vậy. Bởi vì là chắc chắn là con Trang nó đã có những cái lúc đã hỏi thằng Thái rằng là bởi vì con với em thì anh phải chọn ai, thì chắc chắn là thằng Thái nó sẽ bảo là anh chọn em đó. Và cái nguyên nhân đổ vỡ ở đây gia đình là vì cái việc là thằng Thái và vợ cũ là chị Hạnh đó, là mẹ ruột cháu Vân Nam đó, chia tay nhau, ly hôn chính vì con Trang này. Bởi vì con Trang này nó đã vào cho công ty để tán tỉnh, mặc những cái bộ đồ sexy tán tỉnh ông Thái này, thì ông Thái này mới gọi là bỏ vợ con để có thể theo cái sự việc này. Và hôm nay thì cũng có một quý vị khán giả đã chia sẻ cái thông tin mà chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải rơi nước mắt. Và em sẽ chia sẻ cái đoạn này trước rồi em sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin mới nhất về việc là con Trang thằng Thái hiện tại đã khai hết mọi thứ. Đây, một quý vị khán giả đã chia sẻ và nhập tâm vào bé Vân Nam là: mẹ ơi đừng khóc, con từng nói với mẹ là đừng khóc nhưng con không biết làm sao để nói với mẹ rằng con, một đứa bé 8 tuổi, suốt một năm qua phải chan cơm nước mắt, lủi thủi khóc một mình, mẹ có biết không? Con phải ngồi học cùng dì suốt 6 tiếng đồng hồ, bằng cây gỗ to dài cả mét đánh liên tiếp lên khắp cơ thể con. Dì còn dùng chân đạp vào người con, lấy dây chói tay chói chân con đến khi con kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ, vừa quỳ vừa uống nước. Và con đã cầu xin dì, cầu mong sự cứu giúp của ba, nhưng con biết điều đó là không thể, vì biết bao nhiêu lần ba đã bỏ mặc lời nói của con. Ba chỉ ở đó nhìn con bị hành hạ đau đớn. Đôi khi con không hiểu mình có phải là con gái của ba hay không nữa. Nhưng con chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị dì tát mạnh vào đầu khiến con đổ gục. Dì lôi con trở về thực tại, cái thực tại không có mẹ hay bất cứ ai bảo vệ cho con. Dì bắt con ngồi dậy rồi đạp cho con ngã xuống khiến con rất khó thở. Lồng ngực như có gì đó chen vào rất nặng. Trong mơ hồ con thấy dì kéo con dậy nhưng con không đủ sức và té ngã. Và dì càng lôi con thì con lại càng buồn nôn. Và con không biết gì nữa. Bây giờ con bình yên rồi. Mẹ từ giờ không còn bị sỉ vả, đánh đập, những đòn roi nữa. Con gái của mẹ đang ở một nơi rất tốt và được tất cả mọi người cầu chúc phúc cho con. Con mong mẹ đừng vì con mà khóc và mong mẹ hãy chăm sóc tốt cho em của con. Và thông qua cái bài viết này thì cũng chia sẻ đến bậc cha mẹ trên thế giới là hãy luôn yêu thương con mình để nó không phải chịu những gì mà cháu Vân Nam đã trải qua nữa. Đây là những chia sẻ mà có thể nói được rằng là rất nhiều người đã khóc khi nghe những chia sẻ, cũng như là đặt mình vào vị trí của Vân Nam khi đã kêu cứu người bố của mình mà người bố của mình lại bỏ mặc và đứng nhìn người tình của mình đánh đập và hành hạ người con của mình đến mức ra đi. Và cũng theo chia sẻ một người mới nhất là một người là vú nuôi đã chăm sóc về Vân An từ nhỏ đến giờ, là khi bố mẹ mỗi người một ngả thì đã có lần Vân An vì quá nhớ nên đã lén gặp mẹ ở trường học. Khi về thì bị bà Trang la mắng và bỏ đói một ngày. Và cô ấy hỏi tôi là sao để mẹ Vân An thăm Vân An ở trường mà không báo lại. Đây là con Trang đã hỏi cái bà vú nuôi như vậy nhé. Và bà vú nuôi có trả lời là: ủa, má con nhớ nhau thì gặp nhau chứ có gì đâu. Phải chi là người ta bảo mượn Vân An về ngủ một đêm, hai đêm thì còn báo cho cô chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi hai mẹ con chưa được gặp nhau. Có lần đó thôi. Và bà phụ việc cũng kể, tính từ khi Trang dọn về ở chung được khoảng một tháng gì đó thì bà T cũng bị Trang cho nghỉ việc luôn. Trong khi đó, theo lời kể của một hàng xóm sống chung thì mỗi lần đi ăn, Vân An thường xuyên bị bố và dì ghẻ nhốt mấy tiếng đồng hồ dưới hành lang. Và nhìn bé rất tội nghiệp, nó đánh, nó dọa làm sao mà không dám nói. Và chị mới hỏi một số điện thoại của mẹ để gọi cho mẹ cũng không cung cấp. Và bé cứ lẳng lặng và đứng đó. Có nghĩa là bị đánh quá sợ rồi quý vị. Được biết trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang
Thái từng là người đàn ông rất mẫu mực và được bao nhiêu người ngưỡng mộ bởi vì là về cái cuộc sống hạnh phúc cũng như là vợ con đồng đủ. Và mâu thuẫn giữa chồng và chị Hạnh thường xuyên vào năm 2020 khi ông Thái có bầu chính là con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này. Và được biết vì muốn níu giữ tình cảm trọn vẹn nên là chị Hạnh đã níu giữ tình cảm nhưng mà bất thành. Và mối quan hệ bất chính này cũng đã được chính Trang thừa nhận tại cơ quan công an. Và Trang cũng khai là cả hai quen nhau khi làm chung công ty. Và lúc này thì con Trang đã biết Thái có vợ con. Đây chính là cái nguyên nhân vì sao con Trang lại đánh cháu con Nam. Bởi vì Trang nó biết là có vợ con rồi. Và trong cái quá trình gọi là mèo mỡ với nhau thì chị Hạnh cũng đang ngăn cản. Và con Trang nó đã đăng lên Facebook rằng là có muốn nói thì hãy nói thẳng vào mặt con Trang này, đừng để nó tìm đến nơi nó đánh chị Hạnh. Đó, chính vì nó tức chị Hạnh nên nó đã hành hạ cháu Vân An và đặt ra một cái bản cân gọi là thằng Thái sẽ bảo vệ con Trang hay bảo vệ con của nó. Thì chắc chắn lúc đó thì thằng Thái nó sẽ nói rằng là anh cần em, anh không cần con. Thì đó là một cái gọi là yếu tố quyết định đến cái việc mà Vân An ra đi. Bởi vì thằng Thái nó đã bỏ mặc con mình và lựa chọn người tình hơn là con. Và đến cái lúc ra đi thằng Thái mới nói một câu là con Trang không có lỗi và mọi người hãy có thể là thằng Thái sẽ nhận hết cái lỗi về mình, có nghĩa là tất cả không liên quan đến con Trang, để nó bảo vệ người tình của mình. Bởi vì nó hy sinh con của mình cho người tình để lấy lòng. Thì quý vị thấy rồi đấy. Và chúng ta có thể nói rằng là theo lời bác ruột của Vân An thì khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện ra anh ta qua lại với cô Trang. Và thậm chí hai người còn chửi bới công khai trước mặt Hạnh. Vì quá uất ức nên là chị Hạnh đã phải tự tử nhập viện. Đó, và khi còn đang mê man trên giường bệnh thì bố mẹ của Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ của chị Hạnh, rằng là nếu cả hai không được ở với nhau thế thì cắt đứt. Và Thái đã ngoại tình từ một năm trước với Trang. Và cô này còn ngang nhiên đến chửi bới em gái tôi là chị Hạnh đó, và phải yêu cầu ly hôn. Thái còn thuê luật sư gửi đơn ly hôn, tạo áp lực để cho chị Hạnh sớm ly hôn. Có nghĩa là con Trang này là gia đình có điều kiện, thằng Thái cũng vậy, là đã thuê luật sư để có thể là yêu cầu chị Hạnh là ly hôn để cho thằng Thái nó ở với con Trang. Và đặc biệt hơn nữa là bên nhà nội của thằng Thái lại khi mà đã ly hôn rồi lại còn yêu cầu cái quyền giám hộ nuôi Vân An. Và đặc biệt là về thì không nuôi mà lại để cho người ta đánh đập hành hạ. Và chính vì lúc đó dịch nên là tất cả ở nhà. Và con Trang này nó lại ghét chị Hạnh bao nhiêu thì nó lại dành cái ghét đàn áp ác đó lên cháu người cháu Vân An. Nên là cháu Vân An có thể nói là bị chịu đòn thay mẹ. Bởi vì là chắc chắn là cái người tình, người thứ ba mà khi mà xen vào cùng một cuộc tình, chắc chắn nó sẽ xảy ra cái cuộc cãi cọ giữa hai bên với nhau. Đó. Và đây cũng có thể nói rằng là một trong những cái nguyên nhân mà con Trang nó đánh cháu Vân An. Và bây giờ thì con Trang nó rất nhiều lần tự tử nha quý vị. Con Trang đầu tiên ấy thì nó ham sống cực kỳ luôn. Nó ham sống, nó dùng mọi cách để sống. Nó đã khai ra hết mọi việc. Nó khai ra luôn thằng Thái là như thế nào với nó, bởi vì nó không giấu được quý vị ạ. Nó bảo toàn cái sự sống của nó. Và khi nó đã biết được nó bị tử hình rồi thì nó cố vớt vát khai ra càng nhiều càng tốt để cho nó bị được giảm án quý vị ạ. Đó. Và đặc biệt thì nó đã đổ lỗi cho thằng Thái rằng là thằng Thái là người đã cho nó đánh. Không có thằng Thái cho thì con Trang không dám đánh. Đó. Thằng Thái thì lại đổ lỗi cho con Trang, nói rằng là nó hoàn toàn là nó chỉ nghĩ rằng là đánh bình thường thôi, không có nghĩ là đánh mạnh như vậy. Đó, và nó hoàn toàn không biết cái việc mà cháu Vân An bị đánh chết. Thì thằng Thái không biết thì tại sao mà khi con Trang gọi về, thằng Thái lại nói là nếu mà đưa đi cấp cứu thì để đi tù à, đúng không? Thì thằng Thái nó hoàn toàn biết cái sự việc này nhưng nó che giấu và nó cố tình đổ lỗi cho con Trang. Thì trong cái sự việc này thì chắc chắn rằng là con Trang và thằng Thái nó sẽ có tội như nhau, bởi vì một người cho phép và một người đánh. Và một người đánh thì một người kia là chủ mưu, bởi vì khi đã đến lúc mà có thể cứu được thì thằng Thái lại không cứu. Và có một cái câu nói như thế này mà có một quý vị khán giả đã comment, và em biết rằng chắc chắn đấy là người nhà của thằng Thái và con Trang, và chắc chắn là đấy là họ hàng bên nội, bởi vì nó đã nói rằng là người Bắc á, thì sẽ có câu rằng là sẽ phải liên quan đến gia đình, còn người Nam á, thì ai làm người đó chịu. Đó, và người này còn nói với em rằng là đừng có lôi gia đình nội vào nữa, và chỉ nhắc đến Thái Trang thôi, ai làm người đó chịu. Rồi em rất đồng ý với những cái ý kiến của chị này, là ai làm người đó chịu. Nhưng chúng ta phải nói rằng là không phải con làm mà đổ lỗi cho bố. Chúng ta đang nói là bố biết nhưng bố lại bao che, chứ không phải đổ lỗi, đúng không? Con làm con chịu. Nhưng ở đây là chị ruột của thằng Thái biết
nhưng bao che, và còn nói rằng là Trinh và thằng Thái là gọi điện cho bên ngoại là đúng để hỏi ý kiến để đưa đi hỏa táng. Đấy là điều đúng nên là không có gì sai. Thì chúng ta phải nói rằng là chị và thằng Thái biết thừa cháu mình bị hành hạ bạo hành nên mới có gọi là dụ dỗ để đi hỏa táng. Hỏa táng để làm gì? Để xóa dấu vết, xóa chứng cứ. Những người mà comment trên kênh của em ấy mà nói rằng là không liên quan đến bên nội thì người đó gọi là anh em họ hàng bên đảng nội thì mới nói thế. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là nếu như mà ông bà nội biết thì chắc chắn sẽ ngăn cản, sẽ không bao giờ cho con mình đánh đập như vậy đâu, đúng không? Đây thì họ lại cho đánh thì chứng tỏ là họ phải là đồng lõa rồi, đúng không quý vị? Ví dụ như thằng Thái biết, thằng Thái không có chuyện hành hạ con thì nó sẽ nói rằng là em không được đánh con, thì chắc chắn con Trang làm gì dám. Nhưng đây là thằng Thái cho phép con Trang đánh thì con Trang mới dám đánh. Và đặc biệt hơn nữa là chị của thằng Thái là làm bên bảo hiểm. Có thể nhá, rất có thể những cái bảo hiểm ở đây đã được tính toán là để có thể là cháu Vân An qua đời vì cái bệnh gì đó, giống như là kịch bản là bị sặc sữa. Bởi vì nếu như mà bị sát hại thì sẽ không được bảo hiểm. Bởi vì là đây là cháu là bị bệnh gì đó qua đời, sặc sữa qua đời, không may mắn bị té qua đời, thì cái gói bảo hiểm đó thằng Thái sẽ là người nhận tiền bảo hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì thằng Thái là có quyền quyết định tất cả về cái quyền giám hộ của Vân An. Ngay cả mẹ của cháu Vân An muốn chụp hình cũng không được, bởi vì đã nói rằng là thằng Thái là người giám hộ và chỉ có thằng Thái mới được có quyền đó thôi. Nếu mà như vậy thì có thể là chị thằng Thái và thằng Thái đã âm mưu tính với nhau rằng nếu như đổ cái lỗi rằng là cháu Vân An qua đời vì bị té ngã thì thằng Thái sẽ hưởng trọn tiền bảo hiểm, có thể là vài tỷ đó. Đấy là cái âm mưu mà sẽ phải điều tra về trình duyệt của thằng Thái. Và tiếp theo cái nguồn thông tin chia sẻ nữa mà em muốn chia sẻ với quý vị rằng là ở đây là trong cái khoảng thời gian đến trường á, thì người này có chia sẻ nhá là thằng Thái con trai này có nhờ một người đàn ông lạ đến nói với cô giáo rằng là để đón cháu Vân An, nhưng bây giờ thì cũng không thấy điều tra về cái vụ này và không biết cái vụ này thì như thế nào. Và cái người đàn ông lạ mặt đó là ai, là lại được là con Trang này dắt đến trường để nói rằng là để đón cháu Vân An đó. Và một cái thông tin nữa mà chia sẻ mà làm rất nhiều người có thể nói là sẽ rơi nước mắt là về cái việc là bé Vân An từng nói là mẹ ơi, mẹ không được đến thăm con đâu, ba đã nói là mẹ không được gặp con mà. Thấy mẹ khóc thì bé Vân An con nói rằng là mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm Vân An buồn, mẹ hứa với Vân An là mẹ đừng khóc nhé. Đó là những cái lời nói của Vân An có 8 tuổi thôi mà biết rằng là tại sao mẹ đến gặp con. Bởi vì nếu mẹ đến gặp con thì dì Trang với ba Thái sẽ đánh con bỏ đói, nên là cháu Vân An rất là sợ. Và cái sự việc hiện nay nhá là nhà nội cũng bất lực. Bởi vì là sao? Bởi vì là có chức quyền đấy, có quen biết đấy, nhưng mà bây giờ nghe đến gia đình nó không ai dám. Bởi vì là bố ông Thái đã già rồi, bố mẹ ông Thái bây giờ già hết rồi, về hưu rồi, bây giờ đang gọi là chạy trọt không nổi nữa, chỉ muốn chết thôi quý vị. Nhưng mà chết thì ai lo cho con? Còn bố mẹ thằng Thái, bố mẹ con Trang như vậy là cũng có quyền thế, cũng đòi chạy trọt tiền để lo nhưng không được quý vị ạ. Bởi vì bây giờ cái vụ này nó là một vụ án điểm thì chắc chắn sẽ không thể nào qua nó lót được. Và con Trang với thằng Thái bây giờ thì nó đang tìm cách để có thể là tự tử, nhưng mà ở trong tù thì không được quý vị ơi, cắn lưỡi không được, uống thuốc độc thì ai ở đâu thuốc đâu mà uống, và tự vẫn nói chung là có người giám sát liên tục, chỉ cần có cái hành động lạ thì người ta biết ngay. Bởi vì ở trong tù là người ta sẽ thường xuyên có những người có rất kinh nghiệm cả hàng chục năm, chỉ cần họ có dấu hiệu muốn tự tử là họ sẽ đưa đi ngay đó. Con Trang ở trong tù bị tra tấn nha, đang trong phòng biệt giam nhưng vẫn bị tra tấn và hành hạ, không thể nào cho nó mà sung sướng đâu quý vị. Biết là sẽ giữ cái tính mạng đến cái mức gọi là tù cuối cùng đó, nhưng mà họ sẽ vẫn hành hạ đánh đập đến cái mức cho đau đớn. Bởi vì nó đã có thể nói rằng là nó đã tra tấn một đứa trẻ đến mức như vậy thì chắc chắn là làm ở trong tù không được sung sướng đâu. Không phải như nhiều người phân tích là do trong tù bây giờ được bảo toàn, không có đâu. Biết là tính mạng được bảo toàn nhưng mà bị đánh đập, bị hành hạ, nói chung là chắc chắn là sẽ chịu những trận đòn mà nó sẽ không tưởng tượng được. Bây giờ nó muốn gọi là chết đi cho xong, bởi vì nó biết là bây giờ chắc chắn nó sẽ bị tử hình rồi, nhưng mà không chết được quý vị ạ. Nó muốn chết là phải bị tùng xẻo, có người cắt một miếng rồi có thể là bị vứt xuống sông cho cá nó ăn nhỉ, cho gọi là cho đau đớn, bị đánh đập tàn nhẫn như vậy thì nó mới gọi là đòi lại công bằng cho Vân An được. Còn nếu để nó chết bình thường thì nó đơn giản quá,
Thực sự như vậy, mọi người sẽ không hả lòng hả dạ đâu, đúng không? Mỗi người đi qua cắt một miếng, nó mới cảm giác cái sự đau đớn 4 tiếng đồng hồ mà cháu Văn Nam thì lại không nói được nữa, cứ là bị đánh đến chết luôn quý vị ạ. Đến mức độ mà không còn sức nữa, bị trói chân trói tay, đạp dùng hai cái tay, dùng hai tay mà cầm cây gậy dài 90cm đánh hết cỡ thì cháu mới gãy xương được, đúng không? Phải đánh hết cỡ thì cháu mới gãy xương được, chứ dễ gì mà cầm cây gậy vụt vào người cháu mà gãy xương được. Đánh ghê lắm, 8 tuổi rồi chứ không phải nhỏ đâu quý vị. Đó, đánh đến mức độ mà tím với cả người, rồi gãy xương sườn, rồi có thể là tràn dịch ra khỏi người, mà trong khi đó nó vẫn còn là dựng hiện trường giả. Và nói là cho cháu uống sữa thì không có là điều đó đâu. Nên là em mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cái sự việc này, sẽ đòi lại công bằng cho cháu Văn Nam, và đặc biệt là sẽ có cái mức án cao nhất cho cặp đôi này, và sẽ lôi những người đồng lõa đồng phạm ra ánh sáng, sẽ có cái mức án cho hết nhà nội, cho thỏa lòng dân. Đó, quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ em bằng cách là chia sẻ cái video này, comment bên dưới cái video này, và đặc biệt là sẽ để lại những cái ý kiến tích cực để cho em có động lực ra video mới. Rồi, và video này em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều.